Mình sẽ được demo cái hệ thống mà điều khiển thiết bị trong gia đình bằng cái Raspberry Pi này. Ở đây mình cho là một bóng đèn là một cái thiết bị. Đây là cái đèn đèn báo nguồn thôi để nó sáng yếu hơn dễ phân biệt. Còn cái bóng này sẽ có thiết bị tương ứng. Ở đây mình phát triển cái giao diện web. Ở bên ngoài chỉ việc truy cập vào mạng nhà mình có thể tắt các thiết bị này như đèn quạt vân vân. Đây mình tắt này. Tắt hết cho dễ. Bật cái nào này cho nó sáng. Ngoài cái giao diện trên máy tính này, bạn có thể dùng cái giao diện bằng điện thoại. Mình đã làm trang web mà nó có thể vừa với kích thước các loại điện thoại mà sẽ nghe sử dụng được. Ở đây thì điểm hay đó chính là thiết bị đã tắt, thì khi bạn refresh trang web thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Cái này hồi nãy mình mở hết để có màu xanh này, thì mình sẽ refresh lại. Tiện lợi chỉ với một bom mạch Raspberry Pi.